chào quý khán giả, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình Truyền hình Thanh niên. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Long An phối hợp tỉnh đoàn Long An thực hiện. Quý khán giả và các bạn đoàn viên thanh niên thân mến, mở đầu chương trình sẽ là phần điểm tin hoạt động nổi bật của các cấp bộ đoàn diễn ra trong tháng 4. Tiếp theo là ghi nhận về hoạt động của đoàn viên thanh niên trong tỉnh hướng tới kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2021 qua phóng sự Tháng 4 hành trình về địa chỉ đỏ. Như thường lệ, phần cuối chương trình mời quý khán giả cùng theo dõi mẫu chuyện về anh Cao Phú Khánh, gương công dân trẻ tiêu biểu nhất tỉnh Long An năm 2021. Ngày 5 tháng 4 2021, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn Nguyễn Đức Hùng làm trưởng đoàn đến kiểm tra kết quả triển khai đề án thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2019-2022 và thực hiện phân bổ chỉ tiêu giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng và đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú năm 2021 tại huyện Cần Giuộc. Từ năm 2018 đến 2020, huyện Cần Giuộc có 9 dự án và 9 ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của thanh niên. Huyện có 2 thanh niên khởi nghiệp vinh dự được nhận giải thưởng Lương Định của Trung ương Đoàn là anh Đinh Bạc Quy và anh Phạm Hoàng Hậu. Đánh giá cao kết quả thực hiện đề án thanh niên khởi nghiệp của huyện Đoàn Cần Giuộc, trưởng đoàn kiểm tra đề nghị thời gian tới, huyện Đoàn cần nhân rộng phát triển mô hình khởi nghiệp hiệu quả, phát huy ưu điểm của mạng xã hội để giới thiệu, phân phối, tiêu thụ sản phẩm đầu ra từ các mô hình quan tâm bồi dưỡng đoàn viên trẻ, tạo nguồn lực kế thừa cho tổ chức đoàn trong tương lai. Tại trường tiểu học trung học cơ sở Nguyễn Giang Đậu, xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ, Bí thư tỉnh đoàn Long An Võ Trần Tuấn Thanh cùng đoàn cơ sở tỉnh đoàn phối hợp đoàn cơ sở Sở Giao thông Vận tải, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh, huyện đoàn Tân Trụ và Hội từ thiện Quỳnh Mai tổ chức chương trình trao tặng yêu thương và lớp giáo dục kỹ năng miễn phí cho học sinh. Đoàn trao 50 phần quà cho người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 600.000 đồng. Tặng trang thiết bị đoàn đội, 200 tập học sinh trị giá 2 triệu đồng cho hội đồng đội xã Bình Lãng. Tỉnh đoàn cũng trao tặng nhà đội viên trị giá 50 triệu đồng và tổ chức lớp giáo dục kỹ năng miễn phí. Phó Bí thư Thành đoàn Tân An Quỳnh Thị Thùy Linh vừa được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng. Đây là thanh niên duy nhất tại Long An đạt danh hiệu này trong năm 2021. Say mê làm công tác đoàn ngay từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, năm 2014 lên về công tác tại Thành đoàn Tân An và gây ấn tượng nhiều nhất bởi máu tình nguyện về cộng đồng. Nữ thủ lĩnh đoàn còn khởi xướng và làm quản trị viên fanpage tuổi trẻ Tân An, thành lập câu lạc bộ SOS Tân An, câu lạc bộ thanh niên nhà trọ, mô hình góc học trao em, sân chơi thiếu nhi vì đàn em thân yêu. Linh chia sẻ, ai trong đời cũng có một thời tuổi trẻ và nó không bao giờ quay lại, nên tôi chọn mình cuộc sống hối hả, bận rộn để năng động, trưởng thành hơn và làm nhiều điều có ích. Đầu tháng 4 vừa qua, tại khu văn hóa thể thao ấp 3 xã Hòa Phú, huyện Đoàn Châu Thành phối hợp với đoàn xã Hòa Phú ra mắt công trình Măng Non, xây dựng điểm vui chơi cho thiếu nhi địa bàn khu dân cư. Công trình có diện tích hơn 1.000 m², tổng số tiền gần 100 triệu đồng. Công trình hứa hẹn là khu vui chơi lành mạnh cho trẻ em tại địa bàn dân cư, giúp thiếu nhi phát triển toàn diện về trí lực, thể lực và tránh xa tệ nạn xã hội, trò chơi, điện tử. Đêm 8 tháng 4 vừa qua, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Cần Đước phối hợp Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Long Sơn tổ chức chương trình đồng hành cùng thanh niên, tuyên truyền pháp luật và ra mắt hai chi hội thanh niên công nhân năm 2021 tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại thép Tây Nam gồm 25 thành viên và nhà trọ Bảo Ngọc 21 thành viên, đồng thời tặng 20 phần quà cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Cần Đước đã thành lập được 10 chi hội thanh niên công nhân ngoài nhà nước, qua đó góp phần tuyên truyền, tư vấn kiến thức bổ ích liên quan trực tiếp đến quyền lợi, tạo điều kiện cho thanh niên công nhân ổn định cuộc sống, cống hiến cho phong trào đoàn, hội và các hoạt động xã hội tại địa phương. Cũng tại Cần Đước, huyện đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện đã tổ chức ra quân thực hiện công trình ghế đá thanh niên năm 2021 nhằm tạo không gian vui chơi, thư giãn cho người dân và góp phần xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Công trình gồm 60 ghế đá được trang trí huy hiệu đoàn, được đoàn viên thanh niên trong huyện bố trí ở những vị trí thích hợp, hài hòa tại khu vực công viên văn hóa huyện, trung tâm sinh hoạt văn hóa huyện và nghĩa trang liệt sĩ huyện. Tổng kinh phí trên 55 triệu đồng do huyện đoàn Cần Đước vận động đoàn viên thanh niên trong huyện đóng góp. Huyện đoàn Đức Hòa phối hợp Trung tâm Văn hóa Thông tin và Truyền thanh huyện tổ chức ngày hội đọc sách và tuyên truyền về biển đảo quê hương với chủ đề Tôi yêu biển đảo quê hương.
Tại đây, hơn 500 quyển sách các loại được trưng bày với các nội dung về Chủ tịch Hồ Chí Minh, biển đảo quê hương và chiến thắng lịch sử 30 tháng 4, ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước. Ngày hội còn trưng bày gần 20 tác phẩm báo tường, khái quát những hoạt động nổi bật của các cơ sở đoàn thời gian qua. Ban thường vụ quyền đoàn còn lồng ghép thành lập và ra mắt câu lạc bộ lý luận trẻ của quyền với 21 thành viên. Tại quyền Thành Quá, câu lạc bộ thiện nguyện Cỏ Bốn Lá trực thuộc Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quyền Bến Lức đến thăm và trao tặng 50 thùng mì tôm cùng 2.500 chiếc khẩu trang y tế cho lực lượng làm nhiệm vụ tại hai chốt dân quân biên giới của xã Tân Hiệp và xã Thuận Bình. Món quà này thật sự là rất là ý nghĩa và thiết thực để động viên các anh em cái tinh thần cũng như là góp một phần nhỏ cho các anh em cái trang trải trong cái thời gian mà phòng chống dịch ở trên tuyến biên giới. Các đơn vị làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới còn gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi cấp ủy chính quyền, lực lượng vũ trang quyền Thành Quá nói riêng và tỉnh Long An nói chung luôn phải nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh. Quý khán giả và các bạn đoàn viên thanh niên thân mến, hướng tới kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2021, các cấp bộ đoàn từ tỉnh đến cơ sở sôi nổi tổ chức hoạt động về nguồn, qua đó giúp thế hệ trẻ tỉnh nhà thêm tự hào và tiếp nối các giá trị truyền thống, trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc của quê hương Long An. Với chủ đề Tự hào tuổi trẻ Việt Nam, đầu tháng 4 năm 2021, tỉnh đoàn Long An tổ chức hành trình về địa chỉ đỏ ở 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Chuyến hành trình do đồng chí Võ Trần Tuấn Thanh, bí thư tỉnh đoàn làm trưởng đoàn với sự tham gia của hơn 20 cán bộ đoàn chủ chốt. Theo đó, đoàn đến dân hương tìm hiểu về khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan làng Sen, nhà cụ phó bản Nguyễn Xuân Sắc và khu lưu niệm của Tổng bí thư Lê Hồng Phong tại Nghệ An. Thắp hương khu di tích ngã ba Đồng Lộc, viếng nhà tưởng niệm Lý Tự Trọng tại Hà Tĩnh và viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Quảng Bình. Vào những ngày tháng 4 lịch sử, các cấp bộ đoàn từ tỉnh đến cơ sở sôi nổi tổ chức hoạt động về nguồn với cách làm phong phú đa dạng như thăm khu di tích, địa chỉ đỏ gắn liền với lịch sử đảng bộ tỉnh Long An, thăm mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, đồng thời lồng ghép trong chương trình các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, kết hợp thực hiện công tác an sinh xã hội. Chi đoàn sở các đầu tư phối hợp với thị đoàn Kiến Tường tổ chức hoạt động trao tặng quà cho các em học sinh ở trường Trần Văn Trà. Và trước tiên thì cũng ghé thăm đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cái trận chiến Tết Mậu Thân năm 1968. Thì qua đó cũng nhớ lại cái công ơn của cha ông ta đi trước, thể hiện cái đạo lý uống nước nhớ nguồn, cũng tạo cho các đoàn viên thanh niên có cái hoạt động để nhớ ơn đến các anh hùng chiến sĩ đã hy sinh, cũng như có cái hoạt động thiết thực với xã hội ngày nay. Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước. Ngoài hoạt động về nguồn, thăm khu di tích lịch sử, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh còn tổ chức nhiều phong trào tình nguyện về cộng đồng, an sinh xã hội nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 và hướng tới kỷ niệm lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Trong năm nay thì tư liệu của đoàn khối triển khai đầy đủ tới cơ sở. Trong đó thì tất cả các cơ sở, đặc biệt là các cụm có cái sự quan tâm hướng đến kỷ niệm ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5 của năm nay. Các bạn cũng đã có những cái hoạt động tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên và đặc biệt là các đơn vị có gắn đến các địa chỉ đỏ trong tỉnh đến các khu tưởng niệm và lồng ghép trong các hoạt động thì cũng có những cái chương trình an sinh xã hội chăm lo cho thiếu nhi, gia đình chính sách thì các cụm và các đơn vị trong khối có sự quan tâm thực hiện đều đặn và khá tốt. Tháng 4, hành trình về địa chỉ đỏ gắn với công tác an sinh xã hội là cách để tuổi trẻ tỉnh nhà nhắc nhớ, lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước, tri ân công lao, sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước, đồng thời cụ thể hóa việc thực hiện các hoạt động như cộng đồng, tạo động lực mạnh mẽ để mỗi đoàn viên thanh niên ra sức thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Quý khán giả và các bạn đoàn viên thanh niên thân mến, bằng niềm đam mê, ham học hỏi, dám nghĩ, dám làm, anh Cao Phú Khánh, giám đốc hợp tác xã thủy sản Long Thạnh, huyện Thủ Thừa, được xem là hình mẫu của thanh niên khởi nghiệp trên chính mảnh đất quê hương. Năm 2017, anh được trao tặng giải thưởng Lương Định Của và mới đây, anh còn vinh dự nhận danh hiệu công dân trẻ tiêu biểu nhất tỉnh Long An năm 2021. Năm 2010, từ nguồn vốn cá nhân kết hợp vốn vay ngân hàng, anh Cao Phú Khánh bắt đầu lập nghiệp bằng việc nuôi 1.000 con ếch Thái. Sau đó, anh cùng một số hộ nuôi thủy sản thành lập tổ hợp tác kinh tế nhằm hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi theo chuỗi. Đến năm 2017, phát triển thành hợp tác xã thủy sản Long Thạnh, anh còn phối hợp đoàn xã xây dựng hội quán thanh niên. Đây là nơi tập hợp chia sẻ kinh nghiệm, kết nối thanh niên đã và đang nuôi dưỡng ước mơ khởi nghiệp. Dựa trên cái hợp tác xã thủy sản thì cái nuôi thủy sản là cái ưu tiên số 1 của hội quán. Ngoài cái nuôi thủy sản như các loài cá, ếch, lươn thì hội quán tiếp tục thực hiện một số mô hình mới như hiện nay là mô hình ốc bu đen, mô hình dịch vụ vận tải xe khách, đang tranh thủ là trồng thêm cây chanh. Rồi thời gian tới thì hội quán sẽ mở rộng không chỉ những dành riêng thanh niên mà sẽ thu nạp, kết nạp những cái hội viên phụ nữ, nông dân, những người mà đang có ý tưởng khởi nghiệp và lập nghiệp trên chính đất quê hương Long Thạnh này. Trụ sở của hội quán đặt tại hợp tác xã thủy sản Long Thạnh, hợp tác xã thanh niên đầu tiên của tỉnh. Do vậy, các thành viên có điều kiện học tập thực tế mô hình nuôi và cung cấp giống thủy sản hiệu quả như ếch, cá, lươn và trở thành hộ liên kết với hợp tác xã. Mình ở vùng sông nước thì mùa nào con nấy, con nào có kinh tế thì mình làm. Thì trước mắt cái hướng á, thì giờ đang phát triển cho đẻ nhân tạo cái con cá lăng sông của mình là cá lăng nghệ hiện tại bây giờ nè. Với lại hai nữa là con cá chốt, hợp tác xã đó. Rồi còn bây giờ mở rộng thêm giống như là trên cây dưới cá, rồi mô hình VAC đi. Nó cho nó khép kín vậy đó. Để lấy ví dụ như năm nay, ví dụ con cá nó có giá không được, mình nhờ cái cây để mình phụ trợ thêm. Chứ nhiều khi một con cá không thì nó cũng không có hiệu quả. Sau vài tháng đi vào hoạt động, hội quán thanh niên đã thành lập được tổ góp vốn xoay vòng. Theo đó, hàng tháng, mỗi thành viên đóng 1 triệu đồng, bắt thăm hỗ trợ vốn 8 triệu đồng một người. Chân quỹ còn lại tiếp tục giúp đỡ các thành viên khác. Khi làm với hội quán thì thời gian là mỗi tháng là gặp mặt chung mấy anh là 3 lần, đầu tháng và giữa tháng, cuối tháng. Thì theo mô hình thì mấy anh chỉ dạy rất là nhiều, hướng dẫn nuôi ốc, này nuôi ếch rồi. Góp vốn để hỗ trợ các anh em khác trong nhóm. Bản thân em thì được học hỏi rất là nhiều. Em cũng chăn nuôi thì, theo mấy anh thì chỉ dẫn em nuôi ốc bu đen, từ trứng ốc rồi ấp để nuôi thành phẩm. Ngoài làm kinh tế, anh Khánh còn tích cực tham gia các phong trào đoàn và xây dựng nông thôn mới, hướng dẫn kỹ thuật nuôi, hỗ trợ vốn cho hàng chục đoàn viên thanh niên địa phương khởi nghiệp, vươn lên làm giàu chính đáng, ngay tại quê hương mình bằng các mô hình chăn nuôi hiệu quả. Quý khán giả và các bạn đoàn viên thanh niên thân mến, mẫu chuyện về anh Cao Phú Khánh, gương công dân trẻ tiêu biểu nhất tỉnh Long An năm 2021 vừa rồi cũng đã khép lại chương trình truyền hình thanh niên kỳ này. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Long An phối hợp tỉnh đoàn Long An thực hiện. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Truyền hình Thanh niên kỳ sau.